cha mẹ rồi khuyên can tôi hết lời, theo đàn bạn đi ba bay lắc và cần xa. Những tháng ngày trôi qua thân tôi mang bao tội lỗi, giờ ngồi trong trại giam tôi mới thấy ân hận. Bạn bè thân của tôi đưa chết đưa đi tù cũng chỉ vì ma túy, cũng chỉ vì ham chơi. Riêng tôi ngồi nơi đây không thấy ngày chỉ vì ma túy, cũng chỉ vì ham chơi. Riêng tôi